Ừ. Con về đi. Con muốn cái gì vậy? Con đi làm hay gì vậy? Em sẽ tạo điều kiện cho con. Con còn đường có đi được vậy nữa. Con là con gái. Con đi về vậy mà em mới yên tâm. Tại nó có gì vậy sao? Dạ, thay mặt đội hiệp sĩ Tinh Hải Bình Dương chào anh chị nhé. Anh chị có thể giới thiệu anh chị tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Kim Mỹ, quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Tên Nguyễn Kim Mỹ cũng quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Anh trai cố gắng nói lớn lên giùm em nha. Hôm nay mình tới đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây anh chị ha? Dạ, em tới nhờ mấy anh nha, kiếm giùm con của em. Nó tên là Nguyễn Ngọc Huệ Thư, 12 tuổi. Con gái của mình bỏ nhà đi lâu chưa? Dạ, nay được 12 ngày. Cái sự việc mà con mình bỏ nhà đi như thế nào anh chị có thể chia sẻ cách cụ thể hơn cho mọi người cùng biết với được không? Dạ thì em thấy con em nó ở trên trong cái mát nó đó, trong cái messenger đó, dạ. Là có tên cái hình của cái người thanh niên này đúng không? Dạ, là nó tên Văn Thắng. Văn Thắng. À, rồi em nó muốn nhắn trong máy con em á, là nó kêu con em á giờ đi theo nó đi, lấy xe đi theo nó. À, rồi con em mới nói là ý là nó nói là sợ em mà la, nó không dám. Nó kêu á thì giờ á nó đứng ở đâu nó chờ vậy đó. À, rồi á đi theo nó, giờ nó thiếu nợ ai mà ba triệu 350 vậy đó. Cái con em cũng ngu đi, nó mới là nói là để nó đi làm nó trả. Sao thiếu nợ là sao chị Hai? Cái thằng đó nó không biết nó mượn tiền ai á, là nó nói con em ý là trong cái tin, những cái tin nhắn của nó nhắn đó. Rồi con em nó mới trả lời là thôi để cho nó đi làm rồi nó trả cho đó. Con mình là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ 12 tuổi. Mới 12 tuổi. Dạ. Mới 12 tuổi mà dám đứng ra để đi làm trả nợ luôn. Dạ. Đó là thằng này dụ vậy đó. Rồi giờ trong khi á là nó đi á là nó lấy một chiếc xe xì rút. Là bản xe là 70M1 8858. Con mình hiện tại có đi học không anh chị? Dạ nó nghỉ rồi. Nghỉ học hả? Nghỉ được bao lâu rồi chị? Mới nghỉ năm nay. Đang học gần cuối năm rồi mà thằng này dụ ghét mà làm chặn làm thưởng nó chịu đi học luôn. Nó bỏ học, bỏ thi hết. Mới 12 tuổi. Dạ. Không học luôn. Dạ. Tức là con mình ở nhà mới nghỉ năm nay. Dạ. Có quen với thanh niên này lâu chưa? Dạ. Thì em thấy là nay là trong máy là mấy tháng là nó đi lần trước cũng với cái người thanh niên này rồi, ba nó mới đi tìm về được. Lần trước có bỏ đi rồi. Rồi lần này là nó đi mất tiêu chúng không là, còn vòng vòng. Lần trước là nó đi ra cái nhà trọ, nó ở với mấy đứa nữa, còn mấy đứa nữa, mấy đứa gái nữa. Là ra ở đó rồi xong mới kiếm mấy bạn về, còn lần này nó về ngoại. Ngoại rước về trên nhà ngoại nó chơi. Rồi xong là ở nhà cái lấy xe đi là đi luôn á. Nó lên là trên nhà của người đó đó. Là ở Tân Phú, Tân Biên, Tân Châu. Mình có tới nhà thanh niên này mình hỏi chưa? Tại vì biết nó trễ thôi chứ không biết nhà nó ở đâu. Không biết nhà nó ở đâu. Bữa nó có điện về cho bà ngoại, nó con đang ở Tân Phú. Là con gái mình bỏ đi được mấy ngày rồi? 12 ngày rồi đó. 12 ngày mình đã báo công an chưa chị? Dạ rồi, em báo công an rồi. Là công an đã bắt đầu cuộc để đi tìm con gái mình rồi ha. Dạ. Rất mong là có thể là bé này đang ở với thanh niên này. Nó bữa nó có nhắn với bạn nó là nó hôm giờ nó đi ra An Giang rồi. Đi An Giang rồi hả? Nó hôm giờ nó đang ở ngoài An Giang. Mình nhắn tin được hả? Điện Messenger nhắn tin được mà em nhắn em điện nó không trả lời, nó không nghe. Mà bạn nó đồ nhắn thì nó nghe nó trả lời. Vậy là thanh niên này rủ con gái mình đi. Dạ. Mình có chắc chắn không? Dạ. Thanh niên này tên là gì? Mình nhắc lại đi chị. Nó tên là Văn Thắng đó anh. Văn Thắng. À, trong hình nó có tên luôn. Quê ở đâu? Quê ở Tân Châu, Tân Phú, Tân Châu á. Tân Châu. Tây Ninh á. Dạ. Còn bé mình là năm nay là 12 tuổi. Dạ. Đó, hiện đang chạy xe của nhỏ con em. Bé mình đi là có mang theo những gì đi không chị? Nó không có lấy quần áo gì hết á. Nó chỉ lấy chiếc xe đi vậy. Xe biển số bao nhiêu chị?
70M1 8858. 8858. Hy vọng là bé này mà có ở với thanh niên này mà chưa chấp bé này thì dính đến pháp luật này, bé này chưa đủ tuổi vị thành niên này. Yeah. Mà gia đình mình đã báo công an rồi, cơ quan chức năng đang vào cuộc rồi. Yeah. À, anh chị có lời nào để nhắn nhủ đến cái thanh niên này không? Dạ, em nhắn nếu mà thanh niên này á mà gì á thì hả, chở con em về. Nếu mà đang giữ con nếu mình mà đi chung con em, xe đồ, xe cộ đồ nó thì đưa nó về, không thì là em thưa cho tới cho đi tù đấy. Cho trong vòng 2 ngày, nếu mà không dẫn bé thì mình về, thì mình sẽ, nếu mà tìm được, sẽ giao cho lực lượng công an của em. Dạ. Là mình không có bài nào tha thứ gì hết. Dạ, dạ. Cho đi luôn. Dạ. Anh có muốn nói gì không? Cũng như vậy. Dạ. Trên cái video này, chị có muốn gửi, chị hãy gửi lời tình cảm nhất tới con của mình. Mời chị đi. Chị ở á, con về đi, con muốn cái gì á, con đi làm hay gì á, em sẽ tạo được tiền cho con. Chứ con còn đường có đi được vậy nữa, con là con gái, con đi vậy mà em mới yên tâm, tao đã có gì rồi sao? Mới 12 tuổi mà làm cái gì mà làm? 12 tuổi bây giờ ai mà nhận mà làm? Thì tại nó trong cái lòng nó cứ muốn là nó đi làm kiếm tiền, nó nghe lời bạn bè nó gì đó, ở nhà mở quán nước cho bán nó cũng đâu chịu bán, chứ là nó nghe lời vậy chứ là bỏ đi không. Như nghe lời dụ dỗ ở mấy đứa bạn nó ở ngoài xã hội nhà mua điện thoại nó chơi nhiều không? Thì nó có điện thoại, có xài điện thoại. Mà bữa đó là nói là tới không cho nó xài nữa, nó không có xài, nó không xài mạng không à. Xài nhiều lắm đúng không? Nó tối ngày đâu điện thoại không à? Suốt rồi. Tại là rất là nhiều thiếu nữ 13, 14 tuổi xài điện thoại bỏ nhà đi rất là nhiều. Giờ rất là mong các bậc phụ huynh quan tâm đến con em mình nhiều hơn. Qua cái video này em muốn nhắn nhủ là như thế. Chứ cũng 13, 14 tuổi mà đi giết, cũng vì là chơi mạng xã hội không, xài điện thoại. Bé thì đi theo bạn, bé thì đi theo bạn trai đủ thứ kiểu. Rất là buồn. Hy vọng là em, gái, bé gái này nhìn thấy cái video của mẹ của cha mẹ đến nhờ anh ấy xử Bình Dương để đến để tìm em, thì em nhanh chóng liên lạc về với gia đình, với cha mẹ. Nếu như em đang bị ép buộc hay là vì một vấn đề gì đó em không thể liên lạc được thì cũng có thể là liên lạc theo số điện thoại của công an, theo số 113 hoặc là số của anh em cảnh sát tỉnh Bình Dương theo số 0913 785858, để các chú, các anh có thể giúp em về một cách an toàn nhất với gia đình. Thì cái thanh niên tên gì chị ha? Văn Thắng à. Văn Thắng, nếu mà đang giữ em gái này, bé gái này, em gái mới chỉ có 12 tuổi thôi, chưa đủ tuổi vị thành niên, nếu mà giữ sẽ dính đến pháp luật và cái khung hình rất là cao. Gia đình cho cơ hội là 2 ngày chị ha, để dẫn bé về với gia đình. Một lần nữa thì chị gửi lời tới Thắng đi. Thì bây giờ á, tôi nói vậy á, thì á, nếu mà có duyên dắt con tôi đi gì nó, bạn thì của nó nữa. Nó, thì á, dắt con đi, dắt con đi về. Có gì thì hả, nói tôi thương lượng, tôi còn tha thứ, còn không á là tôi cho công an rồi hả, là vô cuộc là đừng có mà. Nói chung là báo công an rồi, không muốn cái gì nó hết. Cái này là không có nói vô cuộc. Không chỉ là riêng Thắng đúng không? Tất cả là còn có mối quan hệ khác nữa đúng không? Nói chung là cái mối quan hệ của bạn bè đó là y như là bất cứ ai chứa chấp hay là gì đó, là tới đó là cơ quan công an thì nó sẽ bất cứ một ai đang chứa chấp hoặc là có che giấu hay là gì hết, nó là gì đó che giấu bé hay là đang có cái mưu đồ gì đó với bé thì chắc chắn sẽ dính đến pháp luật, vì là em đang mới 12 tuổi thôi, mới chưa đủ tuổi vị thành niên. Rồi, vụ việc của anh chị thì đội đã tiếp nhận và giúp đỡ anh chị hoàn toàn miễn phí anh chị nhé.
Thì cuối video thì cũng không biết nói gì hơn, thì chúc anh chị nhiều sức khỏe, và điều đặc biệt là bé nhà mình sớm quay trở về một cách an toàn nhất. Cuối video anh cũng xin chúc quý vị ở trên cộng đồng mạng nhiều sức khỏe và thật sự là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tìm Kiếm Người Thân của anh em Sĩ Văn Hải Bình Dương rất là nhiều. Anh chị còn muốn gì chia sẻ gì không? Dạ, em cũng gia đình em cũng cảm ơn đội sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gia đình em. Em chân thành cảm ơn. Dạ rồi, chào anh chị nha, chào quý vị ạ.